FG xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm qua, một trận động đất xảy ra tại huyện Bình Nguyên, Đức Châu, Sơn Đông, khiến nhiều người bị thương và hư hại nhà cửa. Cục Địa chấn thành phố Bắc Kinh cho biết, trận động đất có thể cảm nhận được ở hầu hết các khu vực của thành phố. Cư dân mạng ở Thiên Tân, Hà Nam, Hà Bắc và những nơi khác bày tỏ rằng họ cảm thấy trận động đất mạnh mẽ và rất sợ hãi. Đo lường mạng lưới địa chấn của Trung Quốc, vào lúc 2 giờ 33 ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Bình Viễn, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, có vị trí tại 37,16 độ vĩ Bắc, 116,34 độ kinh Đông, với độ sâu tiêu cự 10 km. Vào lúc 3 giờ 02, một trận động đất mạnh 3,0 độ Richter xảy ra với độ sâu tiêu cự là 9 km. Trận động đất thường được cảm nhận trên khắp tỉnh Sơn Đông. Theo báo cáo nhanh của mạng lưới động đất Trung Quốc, tính đến 8 giờ ngày hôm qua đã ghi nhận tổng cộng 59 dư chấn. Tổng cộng có 8 trận động đất từ 3 độ trở lên đã xảy ra trong phạm vi 200 km quanh tâm chấn trong 5 năm qua. Và trận động đất lớn nhất là trận động đất này. Ông Hồng ở Ngọc Lâm, Sơn Đông nói với phóng viên Epoch Times rằng một trận động đất xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua. Ngọc Lâm cách huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông hàng chục km. Một nhân viên chuyển phát nhanh ở Hạt Lai, bang Texas cho biết trận động đất khiến một số ngôi nhà bị sập và một số người bị thương. Louisiana báo cáo rằng tính đến 7 giờ ngày hôm qua, tổng cộng 126 ngôi nhà đã bị sập và 20 người bị thương nhẹ trong khu vực động đất. Theo tin tức của CCTV cho biết, tính đến 6 giờ 30 sáng ngày hôm qua, Bệnh viện Nhân dân số 1 của huyện Bình Nguyên đã tiếp nhận tổng cộng 21 ca chấn thương liên quan đến động đất. Hầu hết là chấn thương ngoài da, cháy xước và chấn thương đầu. Phương tiện truyền thông Lu đưa tin rằng trận động đất ở quận Bình Nguyên, Đức Châu được cảm nhận mạnh mẽ ở Tây Nam và người dân đã xuống tầng dưới để tránh nguy hiểm. Người dân kể lại khoảnh khắc xảy ra động đất. Trận động đất mạnh đến nỗi ngôi nhà rung chuyển và đèn bị gãy. Hiện lũ lụt ở miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang gây ra muôn vàn khó khăn cho người dân. Một trận động đất đã xảy ra ở huyện Bình Nguyên, thành phố Đức Châu vào sáng sớm và nhiều cư dân mạng đã than thở. Người dân Đức Châu đã không ngủ cả đêm. Một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông, theo ghi chép của mạng lưới động đất mạnh Bắc Kinh. Cường độ tối đa theo thiết bị của trận động đất này là cấp 3, người ta có thể cảm nhận được ở quận Thông Châu và hầu hết thành phố. Cư dân mạng ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam và những nơi khác đều cho biết địa phương có thể cảm nhận được trận động đất. Một số cư dân mạng nói rằng họ cảm thấy trận động đất mạnh mẽ, tôi sợ chết khiếp, tôi đến từ Sơn Đông và tôi thực sự muốn khóc. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy một trận động đất thật kinh khủng, có cảm giác như hầu hết Trung Quốc thức dậy trong sợ hãi. Bắc Kinh cảm nhận được một trận động đất mạnh, Thanh Thủy cảm thấy một trận động đất mạnh, Liêu Thành cảm thấy một trận động đất mạnh. Tôi đang ở Thiên Tân và đang tắm rửa. Bạn cùng phòng của tôi nói rằng có một trận động đất, tôi nghĩ rằng cô ấy đang mơ. Cũng có nhiều cư dân mạng tỉnh giấc khi nhận được cảnh báo động đất trên điện thoại khi đang ngủ. Một số cư dân mạng đã đăng khi họ nhìn thấy thông báo cảnh báo, họ đã rất choáng váng và sau đó thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi do sóng động đất mang lại. Có thể tất cả được an toàn. Vào đầu giờ ngày hôm qua, nhiều cư dân mạng cho biết họ đã cảm nhận được cảnh báo động đất và thức giấc giữa đêm. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter khác đã xảy ra ở miền Nam Đài Loan vào đầu giờ ngày hôm qua. Theo thống kê từ Trung tâm ứng phó thảm họa động đất thuộc Sở Cứu hỏa Chính quyền thành phố Đài Nam, tính đến 12 giờ trưa hôm nay, tổng số người chết đã lên tới 41 người, trong đó 39 người chết ở tòa nhà vệ quan, 109 người mất liên lạc đang chờ cứu hộ. Theo thống kê từ Trung tâm ứng phó, tính đến 12 giờ trưa, có 497 bệnh nhân bị thương ở thành phố Đài Nam, 346 người trong số họ đã tự tìm cách điều trị y tế và 406 người trong số họ đã được xuất viện. Số người chết là 41. Báo cáo về thảm họa động đất mới nhất từ Sở Cứu hỏa thuộc Bộ Nội vụ cũng chỉ ra rằng một nam thanh niên 15 tuổi đã chết trên tầng 16 của tòa nhà G của vệ quan Kim Long. Theo báo cáo từ Thông tấn xã Trung ương, trận động đất ở miền Nam Đài Loan dẫn đến sự sụp đổ của tòa nhà vệ Kim Long ở Đài Nam, gây thương vong nặng nề. Tòa nhà 17 tầng dòng vàng vệ quan ở thành phố Đài Nam đã bị sập trong trận động đất ở miền Nam Đài Loan vào ngày hôm qua. Cho đến nay, 39 người đã chết, hàng trăm người bị thương và hàng trăm người mất liên lạc vẫn đang chờ đợi để giải cứu. Thảm họa rất nghiêm trọng. Mới đây, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng trong cơn bão số 3. Ngay cả Tử Cấm Thành, hơn 600 năm chưa từng bị ngập lụt cũng bị ngập lụt. Các bậc thầy phong thủy coi đây là một điểm xấu.
và tin rằng Tử Cấm Thành là biểu tượng của quyền lực hoàng gia và lũ lụt báo trước sự bất ổn của triều đại. Đồng thời, Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã yêu cầu bảo vệ cái chết cho cái gọi là phó thủ đô khu vực mới Hà Bắc Hồng An. Một số học giả nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thường tuyên bố rằng con người sẽ chiến thắng thiên nhiên và quan niệm chống lại trời này đã khiến nó phải cam chịu thảm họa khi thiết kế. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Bắc Kinh trải qua lượng mưa lớn kỷ lục trong nhiều ngày liên tiếp kể từ thứ Bảy tuần trước, gây lũ lụt nghiêm trọng. Theo quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận mưa lớn bắt đầu từ hôm thứ Bảy tuần trước đã kết thúc vào ngày thứ Ba, kéo dài gần 4 ngày với lượng mưa ở Bắc Kinh kéo dài trong 83 giờ. Theo thống kê của Cục Khí tượng Đảng Cộng sản Trung Quốc, lượng mưa hàng ngày của 14 trạm quan sát khí tượng Trung Quốc ở Hà Bắc, Bắc Kinh đã vượt quá giá trị cực trị lịch sử, và lượng mưa tích lũy của 26 trạm quan sát khí tượng quốc gia vào ngày 3 đã vượt quá giá trị cực đoan lịch sử. Hình ảnh đường phố ngập nước và ô tô bị lũ cuốn trôi tràn ngập mạng xã hội Trung Quốc. Ngoài ra còn có một số đoạn video cho thấy ngay cả Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, nơi không bị ngập lụt trong hơn 600 năm qua, nhưng ở điểm sâu nhất nước đã tích tụ đến đầu gối, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi giữa người dân Trung Quốc và một số bậc thầy phong thủy cho rằng việc Tử Cấm Thành bị ngập lụt và Trung Nam Hải bị phong tỏa là điểm xấu, cho thấy triều đại sẽ bất ổn. Bậc thầy phong thủy Hồng Kông Phong Thủy Hào cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông nước ngoài nhìn Trung Quốc rằng việc Tử Cấm Thành bị ngập lụt là một dấu hiệu rất xấu. Biểu tượng của triều đại Tử Cấm Thành, nơi chưa từng bao giờ bị ngập lụt trong 600 năm qua, giờ đây lại bị ngập lụt chỉ vì một cơn gió mạnh. Phong Thủy Hào tin rằng lũ lụt ở Tử Cấm Thành là do sự tắc nghẽn của Trung Nam Hải. Ông nói rằng một con sông trong và ngoài Tử Cấm Thành, sông Kim Thủy, bên trong chảy qua cổng Thái Hà trong Tử Cấm Thành và sông Kim Thủy bên ngoài chảy qua mặt trước của quảng trường Thiên An Môn. Nước chảy từ nội Kim Thủy đến ngoại Kim Thủy rồi đến Trung Nam Hải. Tuy nhiên, ở Trung Nam Hải không thể rút hết, nước chảy ngược khiến Tử Cấm Thành bị ngập. Ông nói thêm rằng việc Tử Cấm Thành bị ngập với tư cách là nơi đặt quyền lực của hoàng gia là một điểm báo lớn về sự bất ổn trong triều đại, và người ta cho rằng sự bất ổn này có thể tiếp tục. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tử Cấm Thành bị ngập lụt. Trước khi cơn bão đến, Tử Cấm Thành đã bị ngập lụt do mưa lớn. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc People Daily Online gần đây đã đăng một bài báo nói rằng trận mưa lớn trước đó đã gây ra ngập ngắn hạn ở một số khu vực của bảo tàng cố cung. Theo bài báo, người phụ trách bảo tàng cung điện cho biết có một lượng nước ngập nghiêm trọng ở khu vực nằm ở phía tây của sân cung điện Từ Bi và Hòa Bình. Nước ngập thông qua hệ thống thoát nước nhân tạo và các biện pháp khác. Người phụ trách cũng cho biết nước ở Từ Bi cung là do trận mưa ngắn ngày quá mạnh, cho bụi bên mái đã bị cuốn trôi xuống cùng một số ít chai nước suối, túi ni lông và các vật dụng khác, những đồ lặt vặt khác do khán giả vứt bỏ. Nó lao xuống mương thoát nước làm tắc nghẽn thoát nước. Lý Nguyên Hoa, cựu giáo sư tại Đại học Sư phạm Thủ đô, bày tỏ sự nghi ngờ mạnh mẽ về tuyên bố này. Lý Nguyên Hoa cho biết trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ Epoch Times rằng Tử Cấm Thành với tư cách là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia đã được đặt dưới sự giám sát chính thức và những hạn chế đối với dòng người. Thật nực cười nếu nó có thể bị ngăn chỉ vì một vài chai nhựa, ông nói. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước của Tử Cấm Thành được thiết kế rất tốt. Trong và ngoài Tử Cấm Thành đều có sông. Một khi nước dâng, hệ thống này có thể nhanh chóng rút cạn nước, không bao giờ bị chai nhựa, khăn tắm hay quần áo làm tắc nghẽn. Lý Nguyên Hoa cũng nói rằng Tử Cấm Thành là biểu tượng của quyền lực hoàng gia và lũ lụt của nó tượng trưng cho sự bất ổn của quyền lực hoàng gia. Ông nói rằng bất kể nguyên nhân gây ra lũ lụt gì, có thể có nhiều yếu tố và cũng có thể Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện những thay đổi ngẫu nhiên đối với Tử Cấm Thành, sử dụng cái gọi là phương pháp kỹ thuật bảo tồn nước hiện đại để thay đổi thiết kế trong quá khứ. Thiết kế của Tử Cấm Thành được thực hiện theo khái niệm về sự thống nhất của con người và thiên nhiên và được thiết kế để đối phó với các hiện tượng tự nhiên khác nhau, bao gồm mưa lớn rất có thể, vấn đề với đường thủy ở Trung Nam Hải bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đào các đường hầm ở Trung Nam Hải và phá hủy dự án bảo tồn nước ban đầu. Nếu kênh dẫn nước không thông suốt, nước chảy của cầu nội Kim Thủy và cầu ngoại Kim Thủy sẽ trở thành nước tố đọng. Sau trận mưa lớn, nước không thoát được sẽ khiến Tử Cấm Thành bị ngập. 600 năm không có nghĩa là không có mưa lớn. Tại sao 600 năm không có lũ lụt mà bây giờ lại bị ngập lụt? Điều này cũng chỉ ra một hiện tượng, trong đó có những thay đổi ngẫu nhiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm dẫn đến sự sụp đổ sức mạnh hoàng gia của nó. Lý Nguyên Hoa nói, kính thưa quý vị, bão số 3 đã gây ra mưa lớn ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc trong những ngày gần đây.
Kể từ hôm thứ Hai, thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc là một nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hầu hết khu vực đô thị và nhiều thị trấn trực thuộc đã bị ngập lụt. Tình hình thiên tai còn tồi tệ hơn nhiều so với Bắc Kinh vào hôm thứ Ba. Sở Công an Chu Châu đã đăng một bài trên blog chính thức của mình yêu cầu sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài, nói rằng Chu Châu hiện đang cần một số lượng lớn thuyền để chuyển người. Toàn bộ khu vực không có nguồn cung cấp nước, một số nơi bị mất điện, nguồn cung cấp tạm thời đủ nhưng tôi không biết nó tồn tại bao lâu. Một số tin đồn trên Internet cho rằng lũ lụt được thả đến Trác Châu để bảo vệ khu vực mới Hồng An do nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy. Hôm thứ Tư, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bài báo có tiêu đề Bộ Tài nguyên nước đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực mới Hồng An và sân bay Đại Hưng Bắc Kinh, tuyên bố rằng Phó Tư lệnh Bộ trưởng Quốc phòng kiêm trưởng Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại cuộc họp, Lý Quốc Anh đã yêu cầu đảm bảo an toàn đối với các mục tiêu quốc phòng trọng yếu như khu vực mới Hồng An và sân bay Đại Hưng Bắc Kinh. Các số liệu cho thấy Trác Châu cao từ 20 đến 70 mét so với mực nước biển, trong khi Hồng An chỉ cao từ 7 đến 19 mét so với mực nước biển. Lý Nguyên Hoa nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng con người sẽ chiến thắng thiên nhiên, nhưng thực tế Hồng An hiện đang chìm trong nước. Trong hoàn cảnh như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn làm hết sức mình để bảo vệ nó, và làm như vậy có nghĩa là tràn ngập Trác Châu và những nơi khác. Anh ấy nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không có cái nhìn tổng thể khi thiết kế. Từ trận mưa lớn lần này, có thể thấy rằng việc lựa chọn địa điểm của Hồng An chắc chắn có vấn đề. Địa hình ở đó trũng, thành phố mới ở chỗ trũng sẽ khó cho thế hệ sau. Khi trời mưa, bạn không muốn nó bị ngập, làm sao có thể. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin xin đóng góp để lại dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment và share. Nhấn chuông để đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết thời lượng bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.